chó là không quay người. Hả? Chỉ quay con chó này thôi, chứ không, vâng, vâng. Không quay người. Đấy. Cái mặt của nó rất đẹp đấy, quay mặt. Mặt của nó, mặt của nó rất xinh nhé. Quay mặt ở đây nào. Đấy, xinh không? Thấy chưa? À, giống chó gì? Phốc sóc. Phốc sóc xám. Cái này về phải nuôi tắm liên tục kìa. Yeah. Đây là lông của nó, lông của nó đây. Lông của nó đây. Con này cân chắc gì được mấy cân như vậy? Hơn cân đôi, nên là chắc cái con này giỏi lắm, 2 cân. Ừ, thế thôi. Nên là sờ lông nó thế thôi. Là lông. Nó là cái cánh hả? Mấy triệu. Thì cũng mua đi bán lại thôi đúng không? Qua đây đây. Đây. Có cắn, có cắn có sủa không? Cắn. Đã cắn thì sao mình sủa. Có cái mặt vậy thôi. Mặt xinh lắm. Quay bạn mèo tí nhá. Cái mèo này quay nhờ tí nhá. Mèo này cũng là mèo kiểu rồi em nhỉ? Dạ. Mèo tên. Vâng, mèo Tây. Mèo Tây. Mèo này chỉ ăn cám viên thôi đúng không? Ăn cơm nha anh. Mèo nhà em là đẻ lên mà nó tuyển cho nó ăn cơm. Đá cám, cả cơm. Nó tự không biết bắt chuột thế nhỉ? Anh này nó không bắt chuột. Chuột nó nghe thấy tiếng mèo nó đã không dám đến rồi nhà em. Đúng rồi, đúng rồi. Nó vía của nó ấy. Vâng, nhưng mà đến người nó không có một con nào chạy một cái ra. Nghe tiếng nó sợ đấy. Nào, bé thử này. Ờ, đúng nhẹ toạc kìa. 2 cân.